Cùng với việc khai tử sổ hộ khẩu, năm 2023 cũng đánh dấu hai sự thay đổi lớn liên quan đến việc đăng ký thường trú, tạm trú của người dân trên cả nước. Vậy cụ thể đó là gì? Tất cả sẽ được Luật Việt Nam bật mí trong video sau đây. Thay đổi đầu tiên phải kể đến là việc thống nhất mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trên cả nước từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Tính đến hết ngày 4 tháng 2 năm 2023, mức thu lệ phí đăng ký cư trú, bao gồm cả đăng ký thường trú và tạm trú, được áp dụng theo thông tư 85 năm 2019 của Bộ Tài chính. Theo đó, lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú sẽ do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương với nguyên tắc, mức thu đối với việc đăng ký cư trú tại thành phố trực thuộc Trung ương phải cao hơn mức thu đối với các khu vực khác. Chính vì vậy, mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước sẽ có sự chênh lệch nhất định. Tuy nhiên, từ ngày 5 tháng 2 năm 2023, mức thu lệ phí đăng ký cư trú sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc theo mức được quy định tại thông tư 75 năm 2022 của Bộ Tài chính mà không có sự phân biệt giữa các tỉnh, thành phố với nhau. Cụ thể như sau. Khi đăng ký thường trú, nếu công dân nộp hồ sơ trực tiếp thì sẽ bị tính mức phí 20.000 đồng trên một lần đăng ký. Còn nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì phí sẽ giảm một nửa, còn 10.000 đồng. Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, cá nhân, hộ gia đình sẽ phải nộp mức phí 15.000 đồng trên một lần đăng ký nếu nộp hồ sơ trực tiếp. Còn trường hợp thao tác qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì chỉ bị thu 7.000 đồng một lần đăng ký. Trường hợp đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú theo danh sách hoặc tiến hành tách hộ thì phải gộp 10.000 đồng trên một lần đăng ký. Nếu tự thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công thì phí sẽ giảm nửa còn 5.000 đồng trên một lần đăng ký. Ngoài việc thống nhất mức thu, thông tư 75 cũng liệt kê cụ thể các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú bao gồm 1. Trẻ em. Đây được xác định là những người dưới 16 tuổi. 2. Người cao tuổi. Người cao tuổi được xác định là người từ đủ 60 tuổi trở lên. 3. Người khuyết tật. Đây là những người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. 4. Người có công với cách mạng và thân nhân của người đó. 5. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, công dân thường trú tại các xã biên giới, công dân thường trú tại các huyện đảo, công dân thuộc hộ nghèo. 6. Công dân từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha và mẹ. Kế đến là sự thay đổi trong công tác quản lý thông tin khi thông tin đăng nhập thường trú, tạm trú của công dân sẽ được cập nhật và quản lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kể từ năm 2023. Do sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chỉ có giá trị sử dụng để xác nhận về cư trú đến hết năm 2022. Do đó, đến thời điểm hiện tại, sổ hộ khẩu đã chính thức bị khai tử. Kéo theo đó, phương thức quản lý dân cư thủ công thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức chấm dứt sau gần 70 năm thực hiện. Do đó, kể từ năm 2023, cơ quan có thẩm quyền sẽ chỉ áp dụng thống nhất một hình thức quản lý thông tin đăng ký cư trú, đó là thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, bao gồm cả đăng ký thường trú và tạm trú, thì công an xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành thẩm định và cập nhật thông tin cư trú mới của công dân lên cơ sở dữ liệu về cư trú. Công dân có quyền khai thác thông tin về cư trú của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện các thủ tục hành chính. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tiến hành giải quyết thủ tục cho người đó. Trường hợp cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trên cơ sở dữ liệu thì cá nhân có thể nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú sau đây. 1. Thẻ căn cước công dân. 2. Chứng minh nhân dân. 3. Giấy xác nhận thông tin về cư trú. 4. Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên đây là những cập nhật mới nhất về các thay đổi liên quan đến việc đăng ký thường trú, tạm trú vào năm 2023. Để nhận thêm nhiều video hữu ích khác đến từ Luật Việt Nam, đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo bạn nhé!